tạp chí Military Watch đưa tin, xe tăng Abrams M1 mới nhất đã bị lực lượng Nga phá hủy ở vùng Kursk ở nước này. Cũng theo tạp chí Military Watch, quân đội Ukraine đã mất 2/3 số xe tăng chiến đấu chủ lực Abrams M1 do Mỹ cung cấp chỉ trong vòng nửa năm. Trong một bài viết đăng tải trong tuần này, tạp chí cho biết, theo ước tính của họ, gần 20 trên tổng số 31 xe tăng mà Washington cung cấp đã bị lực lượng Nga phá hủy. Tạp chí Military Watch cho biết, chiếc Abrams mới nhất đã bị phá hủy ở vùng Kursk của Nga, dựa trên các đoạn video được kênh Telegram của Nga đăng tải. Đây có thể là chiếc xe tăng đầu tiên của Mỹ bị Ukraine đánh mất trong quá trình xâm nhập vào lãnh thổ Nga được quốc tế công nhận. Chiếc M1 được đề cập có giáp phản ứng nổ được cải thiện đáng kể khi Ukraine thực hiện các bước để tăng cường khả năng bảo vệ xe tăng do Mỹ sản xuất, đặc biệt là sau khi họ chịu tổn thất nặng nề trong cuộc giao tranh đầu tiên với lực lượng Nga trong khoảng từ tháng 2 đến tháng 4 năm 2024. Tuy nhiên, xe tăng Abrams vẫn không thể chịu được đạn từ hệ thống tên lửa chống tăng Vagvai, có thể là loại cọc nhét. Military Watch nói thêm rằng, những binh sĩ Ukraine từng vận hành những chiếc M1 trước đây đã phàn nàn với truyền thông phương Tây về nhiều vấn đề kỹ thuật, trong đó chúng dễ bị ảnh hưởng bởi các linh kiện điện tử cũng như khả năng dễ bị tổn thương trước hỏa lực của Nga. Tạp chí này cũng mô tả xe tăng Abrams Leopard 2 của Đức, Challenger 2 của Anh và xe tăng T-80 thời Liên Xô là những loại xe tăng khan hiếm nhất trong biên chế Ukraine. Nhưng họ cũng chỉ ra rằng, trong khi Kiev chờ đợi mẫu thay thế cho những chiếc Leopard đã bị phá hủy từ các quốc gia EU, có rất ít dấu hiệu cho thấy Mỹ sẽ giao thêm xe tăng Abrams. Theo thống kê của Bộ Quốc phòng Nga, kể từ khi bắt đầu giao tranh ở khu vực Kursk, Ukraine đã mất hơn 5.800 quân, 72 xe tăng, 31 xe chiến đấu bộ binh, 58 xe bọc thép chở quân, 383 xe chiến đấu bọc thép, 177 xe cơ giới, 37 pháo binh, 5 hệ thống tên lửa, 11 hệ thống pháo phóng loạt, bao gồm 3 bệ phóng HIMARS và 1 bệ phóng MLRS, 9 hệ thống tác chiến điện tử, 1 radar phản pháo, 1 radar phòng không, 5 xe công binh, bao gồm 2 xe công binh bọc thép và 1 xe giả phá bom mìn UR-77. Bộ Quốc phòng Nga có tuyên bố nêu rõ, chiến dịch phá hủy quân đội Ukraine vẫn tiếp tục. Bộ Quốc phòng Nga đã thông báo cung cấp thêm tên lửa và pháo cho các lực lượng Nga được triển khai tại khu vực biên giới Kursk theo yêu cầu từ các trụ sở hoạt động khu vực. Bộ này cũng cho biết lực lượng Nga đã tiến hành các cuộc tấn công cả trên không và trên bộ nhằm đẩy lùi lực lượng Ukraine khỏi khu vùng Kursk ở biên giới. Máy bay quân đội Nga đã thực hiện các cuộc không kích vào quân đội Ukraine ở vùng Kursk của Nga và vùng Sumy của Ukraine trong cùng một ngày. Trước đó, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tuyên bố chiến dịch của Kiev tại Kursk của Nga đã đạt được mục tiêu là ngăn chặn việc Moscow kiểm soát một phần tỉnh Sumy và thành phố Sumy của Ukraine. Lực lượng chính quy của Ukraine từng bước vượt qua vùng Sumy ở đông bắc nước này để tiến vào tỉnh Kursk của Nga. Trong bài phân tích mới nhất trên chuyên trang NPR, nhà phân tích Greg Mai nhận định chiến dịch của Ukraine tại Kursk nằm trong 3 mặt trận khác biệt đang định đoạt cuộc chiến Nga-Ukraine. Theo đó, chiến tuyến trong cuộc xung đột Nga-Ukraine trải dài hơn 900 km, nhưng trên thực tế nó tập trung vào 3 mặt trận riêng biệt ở phía Bắc, phía Đông và phía Nam Ukraine. Tất cả đều diễn biến rất khác nhau. Mặt trận mới nhất nằm ngay bên kia biên giới phía Bắc Ukraine, nơi quân đội Ukraine thực hiện cuộc xâm nhập bất ngờ vào lãnh thổ Nga từ ngày 6 tháng 8 và đang củng cố các vị trí của mình 2 tuần sau bước đột phá đó. Ở miền đông Ukraine, các lực lượng Nga có những bước tiến ổn định và đang tiến gần đến một thị trấn quan trọng đối với các tuyến tiếp tế quân sự của Ukraine. Và ở phía nam trên Biển Đen, Ukraine đã giáng một đòn mạnh vào hải quân Nga và tạo ra một hành lang cho phép nước này xuất khẩu lúa mì và các sản phẩm nông nghiệp khác. Đầu tuần này, Ukraine cho biết đã đánh sập 3 cây cầu bắc qua sông Sim ở miền tây nước Nga, khiến chúng trở nên vô dụng. Hành động này đã cắt đứt các tuyến đường vận chuyển quan trọng mà Nga có thể sử dụng để gửi quân tiếp viện vào khu vực Kursk, với mục đích đẩy lùi lực lượng Ukraine đã giành được một số bước tiến lãnh thổ trong 2 tuần qua. Tuy nhiên, điều đó cũng cho thấy Ukraine đang ở thế phòng thủ và không tìm cách tiến sâu hơn vào Nga, ít nhất là ở khu vực này. Trong video phát biểu tối 19 tháng 8, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết Ukraine đang cố gắng giữ Nga tránh xa khu vực biên giới mà từ đó Moscow từng phát động các cuộc tấn công chống lại Ukraine. Việc tạo ra vùng đệm trên lãnh thổ của đối phương là hoạt động chúng tôi ở khu vực Kursk, ông Zelensky nói. Vào tháng 5, người Nga đã tìm cách tiến vào thành phố Kharkov, chỉ cách Ukraine trên 30 km. Ukraine đã ngăn chặn cuộc tấn công trên bộ của Nga
mặc dù thành phố và các khu vực xung quanh vẫn thường xuyên hứng chịu các cuộc không kích bằng bom lượn rất khó phòng thủ. Sau những tiến bộ nhanh chóng trong vài ngày đầu tiến công, lực lượng Ukraine bên trong lãnh thổ Nga chỉ đạt được những thành tựu hạn chế trong tuần qua. Ukraine vẫn cung cấp thông tin chi tiết về hoạt động này, nhưng các nhà phân tích quân sự và một loạt báo cáo truyền thông cho biết lực lượng Ukraine đang củng cố vị trí của họ. Quân đội Ukraine thông báo họ đã chiếm hơn 80 ngôi làng, thị trấn và hiện kiểm soát hơn 600 km2 lãnh thổ ở khu vực Kursk, đồng thời bắt giữ ít nhất vài trăm tù binh Nga, nhưng những con số đó không thể được xác nhận một cách độc lập. Trong khi đó, Nga vẫn chưa tổ chức một cuộc phản công đáng kể nào. Các quân chức Nga cho biết quân tiếp viện đang được điều tới và truyền hình Nga đã chiếu cảnh các đoàn quân và thiết bị tiến về Kursk. Nhưng cho đến nay, cuộc giao tranh dường như chỉ giới hạn ở các cuộc đụng độ quy mô nhỏ. Người Nga dường như đang rút lực lượng từ các vùng khác của Nga, chứ không phải từ quân đội tiền tuyến đang chiến đấu bên trong Ukraine như ý đồ của Kiev. Ở mặt trận phía đông, quân đội Nga đang áp đảo. Miền đông Ukraine vẫn là một mặt trận chính. Người Nga tuyên bố đã chiếm được một thị trấn nhỏ ngày 19 tháng 8 và hiện chỉ còn cách thành phố chiến lược Pokrovsk từng 15 km. Pokrovsk là trung tâm vận tải mà Ukraine sử dụng để đưa quân và hàng tiếp tế tới các vị trí tiền tuyến ở phía đông. Nếu người Nga chiếm nơi này, Ukraine sẽ gặp khó khăn hơn trong việc hỗ trợ các lực lượng vốn đã thua sút về cả nhân lực và vũ khí. Trong nhiều ngày qua, các quan chức Ukraine đã kêu gọi dân thường ở Pokrovsk sơ tán đến những khu vực an toàn hơn. Giới chức ở Pokrovsk cho biết, trong một tuyên bố gần đây, mỗi ngày trôi qua càng có ít thời gian để thu thập đồ đạc cá nhân và rời đi đến những khu vực an toàn hơn. Trong suốt cuộc chiến, Ukraine luôn thiếu quân ở miền đông. Khi triển khai hàng nghìn binh sĩ vào Nga, Ukraine thậm chí còn có thể gây tổn thương hơn cho những khu vực đang phải gồng sức ngăn chặn bước tiến của Nga. Theo Tổng thống Zelensky, các gói vũ khí từ Mỹ và các nước châu Âu đang được chuyển đến nhưng không đủ nhanh. Ông Zelensky nói trong bài phát biểu tối ngày 18 tháng 8, chúng tôi cần tăng tốc cung cấp từ các đối tác của mình. Chiến tranh không có ngày nghỉ. Chúng tôi cần các giải pháp. Chúng tôi cần hậu cần kịp thời cho các gói vũ khí đã được công bố. Tôi đặc biệt kêu gọi Mỹ, Anh và Pháp. Một trong những thành công lớn của Ukraine trong năm qua là đẩy lùi hải quân Nga ở Biển Đen và thiết lập một kênh vận chuyển để nước này có thể xuất khẩu loại ngũ cốc và các sản phẩm nông nghiệp khác sang thị trường thế giới. Nga thống trị Biển Đen và chặn hàng xuất khẩu của Ukraine sau khi phát động chiến dịch quân sự đặc biệt vào năm 2022. Một thỏa thuận do Liên Hợp Quốc và Thổ Nhĩ Kỳ làm trung gian cho phép Ukraine xuất khẩu ngũ cốc đã sụp đổ vào mùa hè năm 2023. Nhưng Kiev đã tìm ra giải pháp cho riêng mình. Ukraine đã bắn tên lửa tới đất liền, tấn công các tàu Nga mạo hiểm đi quá gần bờ biển. Đồng thời họ cũng đã phát triển các xuồng không người lái để tấn công tự sát vào các tàu của Nga. Đô đốc Mỹ đã nghỉ hưu James Fogle, người từng làm việc cùng hải quân Ukraine ở Biển Đen một thập kỷ trước cho biết, các xuồng không người lái cho thấy sự khéo léo của hải quân Ukraine. Ông Fogle, người hiện đứng đầu trung tâm chiến lược hàng hải ở Arlington, bang Virginia cho biết, chúng là những chiếc ván trượt phản lực có chứa chất nổ. Chúng có một loại thiết bị điều khiển từ xa nào đó, từ một loại trung tâm chỉ huy nào đó. Tôi không biết loại điều khiển vô tuyến những thứ này là gì, nhưng chúng khá tốt. Các cuộc tấn công bằng tên lửa và xuồng không người lái của Ukraine đã buộc các tàu Nga phải rút lui khỏi nửa phía tây Biển Đen, mở ra tuyến đường thủy dọc bờ biển phía tây cho hàng hóa xuất khẩu của Ukraine. Tuần trước, Ukraine đã thông báo một năm kể từ khi giải pháp này được áp dụng và 2.300 tàu chở hàng đã sử dụng tuyến đường này, trung bình hơn 6 chuyến mỗi ngày. Kiev cũng cho biết nước này đang tiến tới mức xuất khẩu lúa mì và các sản phẩm nông nghiệp khác trước chiến tranh ở công suất khoảng 5 triệu tấn mỗi tháng.